10 và Note 10 cộng trước ngày ra mắt. Theo rừng Arena, thông tin mới nhất về giá của bộ đôi Galaxy Note 10 và Galaxy Note 10 cộng tại thị trường Mỹ vừa được nguồn tin của Roland Quan hé lộ. Theo đó, Galaxy Note 10 sẽ có giá khởi điểm là 949 đô la Mỹ, khoảng 22 triệu đồng, trong khi Galaxy Note 10 cộng có giá 1099 đô la Mỹ, khoảng 25,5 triệu đồng. Đây là mức giá cho các phiên bản Galaxy Note 10 và Note 10 cộng có bộ nhớ trong 256GB và chưa bao gồm thuế. Các dữ liệu mới nhất cho thấy Mức giá này sẽ giống nhau tại thị trường châu Âu, nơi được tính bằng euro và đã bao gồm thuế. Để so sánh, Galaxy Note 9 chỉ có một kích cỡ, ra mắt năm ngoái với giá 999 đô la Mỹ cho phiên bản RAM 6GB và bộ nhớ trong 128GB, tại thị trường Mỹ và tại châu Âu là 999 euro. Có vẻ như điều này sẽ được giữ nguyên trong năm nay. Galaxy Note 10 sẽ chính thức ra mắt vào ngày mùng 7 tháng 8 tới trong một sự kiện Unpacked của Samsung tại New York và dự đoán lên kệ vào ngày 23 tháng 8.